Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 112 cái token LOP tương đương với 7 đô la. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, mọi người sẽ nhập cái kết quả CAPTCHA này. Và sau đó thì mọi người sẽ join vào group Telegram. Rồi, quay trở lại, join tiếp vào channel này. Ok. Sau đó quay trở lại, follow Twitter và retweet bài đăng. Rồi, kích chọn theo dõi. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ like và retweet lại cái bài đăng này của nó. Mọi người có thể tag cái username của nó vào nhé. Rồi, quay trở lại này. Sau đó thì join vào Medium. Rồi, mọi người sẽ phải mở VPN lên để join vào Medium nhé. Rồi chọn follow rồi. Ok, nó có thể tắt cái Medium này được. Quay trở lại bot. Tiếp tục mọi người sẽ like và retweet bài đăng trong kênh liên kết. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ like và retweet. Sau đó quay trở lại này. Rồi tiếp vào kênh Airdrop Etech. Chọn join ở đây và quay trở về. Cuối cùng mọi người bấm chọn Submit này. Rồi đây mọi người nhập địa chỉ email. Sau đó thì nhập profiling của Twitter. Rồi tiếp theo mọi người sẽ nhập profiling của Medium. Rồi và mọi người sẽ gửi cho nó cái đường link retweet ở trong cái kênh Airdrop Etech nhé. Mọi người quay trở về Twitter này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ gửi cho nó cái đường link này. Mọi người bấm vào đây để copy này. Sẽ quay trở lại. Rồi, tiếp tục chọn yes. Và sau đó gửi địa chỉ ví PEP 20. Rồi, chọn complete. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.